Xin chào mọi người, mình là Hoàng đến từ dùng nội trợ com và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng con Xiaomi Mi Band SC Pro một cách hiệu quả nhé. Bước 1, chúng ta cần đặt chạm sạc ở một vị trí thuận lợi. Đầu tiên là một cái chạm sạc dựa sát tường, cắm dây điện phía sau và để hai bên có một khoảng trống nhất định, khoảng tầm từ 30 tới 50 cm mỗi bên nhé. Tiếp đến, chúng ta sẽ kiểm tra bên trong có hai hộp nước. Hộp nước màu trắng này chính là hộp nước sạc. Chúng ta sẽ bỏ nước vào đây. Chúng ta có thể mở cái nắp này ra, nút cao su này, nó sẽ dễ dàng hơn cái việc mà chúng ta mở nắp nguyên thùng. Còn bên này, hộp nước màu đen, nó chính là hộp nước dơ nhé. Hộp này chúng ta sẽ để trống, máy sẽ bơm nước dơ sau khi giặt rẻ lên trên hộp này. Khi chúng ta cắm điện xong thì trên màn hình LED ở đây sẽ hiện lên logo Xiaomi, như vậy là ok nhé. Bước thứ hai, chúng ta kiểm tra robot. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy hai tấm rẻ lau, chúng ta gắn vào phía sau, chỉ đơn giản chúng ta sẽ đặt vào thôi. Phần này nó sẽ được tự giữ lấy nhé. Và một cái chổi cạnh gắn ở vị trí này. Sau đó thì chúng ta sẽ bật nguồn robot lên mà nó bấm giữ ở vị trí nút tròn phía trước. Và khi robot sáng đèn rồi thì chúng ta sẽ đợi một chút xíu để cho robot nó khởi động xong. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm nút quay trở về sạc nhé. Vị trí nút quay trở về sạc là hình ngôi nhà ở nút thứ hai phía sau nhé. Ok, như vậy là máy đã có tự động quay trở về sạc. Lúc này chúng ta sẽ qua bước tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt app Mi Home ở trên điện thoại và kết nối với robot nhé. Với những bạn mà không muốn sử dụng điện thoại kết nối với robot thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nút bấm ở trên chạm sạc hoặc trên robot để điều khiển nó một cách bình thường nhé. Ở trên chạm chúng ta có hai nút vị trí. Nút đầu tiên là nút chạy đi làm sạch và nút quay trở về. Thì khi máy đang ở trong chạm chúng ta bấm thì máy sẽ đi ra làm sạch, và nếu đang ở bên ngoài thì chúng ta gọi nó về bằng cách bấm nút này. Nút bên này nút giặt rẻ, khi chúng ta bấm vào thì máy sẽ ngay lập tức giặt rẻ lau nhé. Vị trí này có một cái màn hình sẽ hiển thị trạng thái của máy, như hiện tại máy đang được hiển thị phần trăm pin. Ngoài ra thì khi bấm giặt rẻ lau thì máy sẽ hiển thị là nó đang vào chế độ giặt rẻ hoặc là đang chế độ sấy rẻ chẳng hạn. Còn trên robot thì có hai nút, nút nguồn hình tròn đồng thời cũng là nút điều khiển cho robot chạy đi làm sạch, và nút hình ngôi nhà là nút quay trở về sạc nhé. Thì khi quay trở về sạc thì mặc định máy luôn luôn tự giặt rẻ lau. Để kết nối điện thoại với robot thì đầu tiên chúng ta sẽ cần lên trên App Store hoặc là CH Play, gõ Mi Home và tìm app tên là Mi Home Xiaomi. Chúng ta tải nó về. Sau khi tải xong chúng ta sẽ mở app lên. Thì trong này các bạn sẽ cần là tạo một tài khoản bằng Gmail của chính mình và chúng ta đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ có một cái màn hình chính như thế này. Chúng ta vào một hồ sơ, kéo xuống cài đặt, kéo xuống tiếp, chúng ta tìm một quốc gia, chọn là Trung Quốc nhé. Chọn Trung Quốc xong chúng ta sẽ bấm lưu lại. Sau khi chúng ta lưu xong rồi thì chúng ta sẽ về màn hình chính như thế này. Và chúng ta bấm một thiết bị, bấm dấu cộng, dòng đầu tiên. Ở mục này thì chúng ta phải đợi khoảng 1 tới 2 phút để nó hiển thị những thiết bị này lên nhé. Thì sau khi nó hiển thị cái dòng này xong, chúng ta mới bấm vào hình kính lốc ở đây. Chúng ta nhập chữ vật cum V, A, C, hay chữ U, chữ M. Rồi, ở bước này chúng ta tìm tiếp đến con robot của chúng ta tên là Miyai SC Pro. Thì đây chúng ta nhìn hình và đây, Miyai Shop Cleaning Robot Vacuum. Thì con này có hình vuông bên này, mọi người nhìn hình ảnh để mọi người bấm chính xác nhé. Chọn vào. Ở bước tiếp theo chúng ta lưu ý chúng ta sẽ cần bật những thứ như sau: bật Bluetooth và bật Wi-Fi. Tiếp đến chúng ta bấm hai nút ở trên robot giống như trên hình, nhấn xuống và giữ tới khi robot có giọng nói phát ra nhé. Ok, khi giọng nó phát ra rồi thì chúng ta sẽ bấm vào nút ở đây là đã xác nhận thao tác và bấm tiếp. Ở bước này thì chúng ta sẽ vào một cái wifi của nhà chúng ta nhé. Mình lưu ý là các bạn sẽ chọn wifi mà không có chữ 5G hoặc 5GHz ở phía sau. Nếu mà các bạn vào wifi chưa đúng, bấm vào dấu mũi tên và chọn tới wifi chính xác nhé. Nhập mật khẩu wifi, bấm tiếp. Lúc này thì điện thoại và robot sẽ tự động kết nối với nhau. Các bạn chỉ việc đợi đến khi nó hoàn thành nhé. Ok, như vậy là máy đã kết nối thành công nhé. Chúng ta sẽ chọn khu vực, thì chúng ta để máy ở đâu, chúng ta chọn phòng ở đó, hoặc là chọn lại cũng không sao, bởi vì đây là vấn đề về mặt phân mục danh vùng thôi. Rồi bấm tiếp. Đây là bước đặt tên cho robot. Bấm tiếp, bấm hai bắt đầu. Ok, bấm chấp nhận điều khoản. Đây là những cái hướng dẫn ban đầu của máy. Chúng ta có thể bỏ qua bằng cách vuốt từ phải sang trái. Rồi bấm ok. Đây là bảng cập nhật. Thì nếu các bạn có thời gian, các bạn bấm ok để cập nhật lên luôn nhé. Sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ có một màn hình chính với những thông tin như là trạng thái của máy hiện tại. Như hiện tại chúng ta đang sấy khô rẻ. Những mục khác như là thời gian chạy, diện tích chạy và dung lượng pin còn lại. Kéo lên chúng ta có thể chọn được là chức năng như là vừa hút vừa lau, hoặc là chức năng chỉ lau không thôi, hoặc là chức năng chỉ hút. Tuy nhiên chỉ hút nó chỉ hoạt động khi chúng ta tháo cái hai cái đế lau phía sau ra thôi nhé. Chọn lực hút, chọn mức nước nhiều hay ít. Chúng ta bấm thêm dấu 3 chấm, sẽ có một tính vài tính năng khác như lịch sử chạy, chia phòng, tường ảo. Chức năng tường ảo này thì các bạn có thể tạo những vùng mà máy không vào, ví như nhà vệ sinh hoặc là hành lang. Thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút ở giữa này, kéo cái ô màu đỏ này tới nơi mà chúng ta không muốn máy chạy vào, đặt vào và bấm lưu là được nhé. Chức năng vùng không lau sẽ là màu tím. Chức năng này giúp máy sẽ không đi vào khi máy đang lau. Ví dụ nhà bạn có thẻm, các bạn có thể cài đặt cái vị trí màu tím này ở vị trí thẻm để máy né phần thẻm đó ra nhé. Sau khi bấm xong thì chúng ta bấm lưu lại hoặc là hủy, thì chúng ta bấm quay ngược trở lại là được nhé. Chức năng reset map để xóa bản đồ khi mà vô tình vì lý do nào đó mà máy tạo bản đồ bị chồng lấn hoặc là bị sai sót gì đó.
chức năng lên lịch chạy tự động. Thì chức năng này chỉ hữu dụng khi mà các bạn có bản đồ thì bạn sẽ cho máy chạy tự động đến giờ đó ngày đó sẽ tự động chạy, hoặc là chạy cả tuần chẳng hạn. Mục device setting trong mục này thì đáng chú ý nhất chúng ta có thể thay đổi được ngôn ngữ. Chúng ta sẽ vào voice alert và chọn ngôn ngữ là tiếng Anh nhé. Rồi một vài tính năng khác nữa như là tìm robot khi bị mắc kẹt chẳng hạn, hoặc là tính năng kiểm tra phụ kiện linh kiện có cần thiết phải thay hay chưa. Mục chính thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy bằng việc bấm start thôi, thì máy sẽ tự động chạy và sẽ tạo bản đồ luôn nhé. Mọi người chỉ cần lưu ý là cho máy đi từ đốc sạc và tự vào đốc sạc mà không dừng nữa chừng thì máy sẽ lưu được bản đồ thành công nhé. Ngoài ra thì với Mi SC Pro đó chính là việc mà cho máy ở chế độ chỉ hút không thôi. Thông thường thì những cái máy mà có trạm giặt rẻ lau á, mọi người sẽ phải là mang cả trạm giặt đi thì máy mới hoạt động được. Nhưng với Mi SC Pro thì mọi người sẽ chủ động là tháo hai miếng rẻ lau này ra và lúc này thì máy sẽ tự động chuyển về chế độ là chỉ hút không thôi. Thì như vậy thì máy có thể chạy ở những tầng mà máy không có trạm giặt rẻ vẫn có thể được. Ví dụ như là mọi người để máy ở tầng 1 và có trạm giặt rẻ ở đó thì máy vừa hút vừa lau thông thường. Tuy nhiên thì mọi người muốn chạy ở tầng 2 nhưng mang cái trạm giặt rẻ lên nó quá cồng kềnh thì mọi người có thể chỉ mang con robot không thôi và tháo rẻ lau này ra. Thì lúc này máy sẽ chỉ hút và sẽ đi ở trên cái tầng 2 một cách thoải mái nhé. Mọi người chỉ phải mang lên đúng chạy là ok rồi nhé. Ok, như vậy là mình đã xong các bước setup cơ bản của dòng Xiaomi Mi SC Pro. Đây là dòng robot có khả năng tự động hóa rất là cao nên chúng ta cần nhớ không phải cài đặt nhiều, hầu như là để máy tự chạy là được rồi. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý cách vệ sinh thường xuyên định kỳ cho máy nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có thắc mắc nào, các bạn hãy để lại comment bên dưới để ông chủ nội trợ giải đáp và hướng dẫn cho các bạn nhé.